I'm skeptical of the claim. I'm skeptical. I'm skeptical. You're skeptical. I'm skeptical. I'm skeptical. Đã đến lúc chấm dứt sự lừa dối vĩ đại. Có một học thuyết được tiếp nhận như chân lý nhưng lại có vô số sơ hở. Tại sao một số quốc gia và những phần tử cứng đầu trong giới khoa học tuyên truyền cổ vũ học thuyết Darwin bất chấp bản chất phi khoa học, hay chính xác hơn là phản khoa học của nó? Cho dù với bất cứ lý do gì, đã đến lúc chúng ta cần đưa ra bằng chứng chấm dứt sự lừa dối vĩ đại này. Với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ ngày nay, tính ngụy khoa học và phản tự nhiên của thuyết tiến hóa đã lộ ra rõ ràng, đến nỗi những người không chuyên ngành về sinh học cũng có thể nhận thấy. Điển hình là trường hợp của Philip Johnson, giáo sư luật tại Đại học California ở Berkeley, trở thành một trong những nhà tiên phong trong sự nghiệp giành lại sự thật cho sinh học, tố cáo sự vi phạm luật tự nhiên của học thuyết Darwin. Trong hơn 20 năm qua, Johnson liên tiếp cho ra mắt một loạt tác phẩm phê phán thuyết tiến hóa. Thậm chí, với tư cách một học giả về luật pháp, ông nêu câu hỏi thách thức: thuyết tiến hóa có thể chứng minh được tại một phòng xử án hay không? Câu hỏi ấy là lời giới thiệu cuốn Darwin on Trial. Darwin được đem ra xét xử, xuất bản năm 1991. Năm 1997, ra mắt cuốn Defeating Darwinism by Open Minds, đánh bại học thuyết Darwin bằng tư duy mở. Năm 2006, ra mắt cuốn Darwinism Nemesis, sự báo ứng đối với Darwin. Richard Dawkins, một nhà tiến hóa học nổi tiếng, khi được hỏi liệu ông có bằng chứng nào để chứng minh cho sự tiến hóa hay không, Dawkins đã ngớ người ra, im lặng suy nghĩ một lúc rất lâu, không trả lời được, đơn giản vì không có bằng chứng. Bạn hãy tìm xem video Richard Dawkins Stumped by Reasonist Question. Richard Dawkins bị bí bởi câu hỏi của những người theo thuyết sáng tạo. Một, DNA, kẻ thù lớn nhất của thuyết tiến hóa. Toàn bộ thuyết tiến hóa kể từ cuốn Về nguồn gốc các loài năm 1859 và cuốn Nguồn gốc loài người năm 1871 của Darwin đến những lý thuyết hiện đại sau này đều là những giả thuyết tưởng tượng, những phỏng đoán không chắc chắn. Phỏng đoán vĩ đại nhất của Darwin là sự tồn tại của những thế hệ quá độ chuyển tiếp giữa các loài, vì sự tiến hóa diễn ra liên tục và dần dần từng tí một. Vì thế, nếu loài A tiến hóa để biến thành loài B, thì ắt phải có những loài trung gian nằm giữa A và B, được gọi là những thế hệ hay những mắt xích quá độ chuyển tiếp trong chuỗi tiến hóa từ A đến B. Những thế hệ này đã tuyệt chủng, nhưng theo Darwin, hóa thạch của chúng ắt phải nằm dưới lòng đất với số lượng lớn, và trước sau, khoa học sẽ tìm thấy và phải tìm thấy. Tuy nhiên, phỏng đoán ấy càng vĩ đại bao nhiêu thì Darwin càng lo lắng bấy nhiêu về việc liệu có tìm thấy lượng hóa thạch đó hay không. Nếu không, lý thuyết của ông sẽ lâm nguy. Chính Darwin đã bày tỏ nỗi lo lắng này trong cuốn Về nguồn gốc các loài chương 9 như sau. Số lượng những sinh vật chuyển tiếp quá độ vốn đã tồn tại trên trái đất thực sự là khổng lồ. Nhưng tại sao mọi tầng vỉa địa chất không chất đầy những mắt xích chuyển tiếp quá độ đó? Khoa địa chất chắc chắn không tìm thấy bất kỳ một sợi dây xích hữu cơ biến đổi dần dần từng tí một nào như thế. Và có lẽ điều này là sự chống đối rõ ràng nhất và nghiêm trọng nhất có thể được nêu lên để chống lại lý thuyết của tôi. Có nghĩa là ngay trong thời của Darwin, người ta đã ra công đào xới tìm kiếm hóa thạch của các thế hệ chuyển tiếp quá độ và không tìm thấy gì cả. Từ đó đến nay, kể từ ngày cuốn Về nguồn gốc các loài ra đời, vẫn chưa ai tìm thấy gì. Thời gian đã quá đủ để thấy sự thật rằng không tồn tại những thế hệ chuyển tiếp, đơn giản vì không có sự tiến hóa. Nói cách khác, phỏng đoán vĩ đại của Darwin là sai, sai vì tin rằng có tiến hóa.
Một lần nữa xin nhấn mạnh rằng Darwin ý thức rất rõ rằng vấn đề hóa thạch sẽ quyết định sinh mạng lý thuyết của ông. Bằng chứng là ông dành hẳn một chương trong cuốn về nguồn gốc các loài để bàn vấn đề này. Đó là chương 9, nhan đề On the Imperfection of the Geological Record, về thiếu sót trong hồ sơ địa chất. Trong đó ông viết, sự giải thích như tôi tin nằm trong sự cực kỳ thiếu sót của hồ sơ địa chất. Thế mới thấy, Darwin đã cảnh báo rằng hồ sơ địa chất tìm hóa thạch là cực kỳ thiếu sót. Đó là lý do để đệ tử của Darwin phải tìm mọi cách lấp đầy khoảng trống tiến hóa từ vượn lên người. Họ dựng lên bức tranh tiến hóa rất đẹp từ vượn lên người, sau đó cho phổ biến rộng rãi nhằm tiêm nhiễm vào đầu óc mọi người, đặc biệt là trẻ em, rằng thuyết tiến hóa là một sự thật. Với công nghệ 3D hiện đại, nhiều bức tranh tiến hóa được bịa ra bằng những xảo thuật đánh lừa bậc thầy. 2. Sự lừa dối trơ trẽn. Nhưng những hóa thạch mà họ lấp đầy khoảng trống từ vượn lên người thực ra đều là những loài khỉ hoặc vượn 100% đã tuyệt chủng, hoặc đôi khi là hóa thạch người 100% thời tiền cổ đại. Họ lừa dối được đa số mọi người vì đa số là những người không chuyên. Nhưng họ không lừa nổi các chuyên gia sinh học trung thực. Chẳng hạn như Michael Denton, một nhà sinh học phân tử nổi tiếng của Úc, tác giả cuốn Evolution, A Theory in Crisis, Tiến hóa, một lý thuyết đang khủng hoảng, xuất bản năm 1985. Tác phẩm viết, bất chấp những nỗ lực khổng lồ trong việc đào xới địa chất ở khắp nơi trên trái đất và bất chấp việc khám phá ra nhiều dạng động vật kỳ lạ trước đây chưa hề biết, số lượng vô cùng lớn những mắt xích liên kết chuỗi tiến hóa bị mất tích vẫn chưa được tìm thấy, và hồ sơ hóa thạch hầu như vẫn gián đoạn khi Darwin viết cuốn về nguồn gốc các loài. Hoảng sợ trước việc không tìm thấy hóa thạch dưới lòng đất, các nhà tiến hóa nghĩ ra cách tìm hóa thạch sống. Đó là trường hợp đầu thế kỷ 20, họ đổ vấy cho người Aborigines, những thổ dân ở Australia, chính là một loại người khỉ, khỉ người, một trong những cái được gọi là missing links, mắt xích chuyển tiếp bị mất tích mà họ cần tìm kiếm để cứu vãn thuyết tiến hóa. Những cuộc truy lùng săn bắt thảm sát thổ dân đã diễn ra nhằm lấy hộp sọ nghiên cứu. Đó là một trang lịch sử đen tối của Úc, một vết thương âm ỉ trong lòng xã hội Úc đến nay vẫn chưa lành. Ngày nay, ai cũng biết rõ đó là một tội ác của những kẻ nhân danh thuyết tiến hóa. Vậy mà thuyết tiến hóa vẫn được tung hô bằng cách bịt mắt lại để không nhìn thấy những hậu quả phi nhân mà nó đã gây ra trên thế giới. Đỉnh cao là chủ nghĩa quốc xã Đức đầu thế kỷ 20. Phải mất nhân tính đến mức độ nào nữa thì người ta mới đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào sự thật, để kết tội thuyết tiến hóa. Câu hỏi của Grenville Kent trên tạp chí Sign of the Times của Australia, What Darwin taught Hitler, Darwin đã dạy Hitler điều gì? Vẫn không có nhà tiến hóa nào dám lên tiếng trả lời. Họ biết trả lời sau đây. Bởi chính ông thầy của họ, Charles Darwin, đã dạy họ rằng trong một thời gian không xa lắm, có thể tính bằng số thế kỷ, các chủng tộc văn minh hầu như sẽ tiêu diệt các chủng tộc mang rợ trên khắp thế giới. 3. Nguồn gốc của tội ác diệt chủng. Nhà lịch sử tại Đại học Tiểu bang California Richard Weikart nói rằng, không có học thuyết Darwin, đặc biệt các lý thuyết con của nó như thuyết ưu sinh và Darwin xã hội, cả Hitler lẫn những phần tử quốc xã đi theo hắn đều sẽ không có một chỗ dựa khoa học cần thiết để tự thuyết phục mình và thuyết phục những kẻ hợp tác với chúng rằng một trong những sự độc ác kinh khủng nhất lại thực sự đáng được ca ngợi về mặt đạo đức. Đó là hệ quả tất yếu của lý thuyết đấu tranh sinh tồn, mạnh được yếu thua, cái được coi là động lực của tiến hóa. Hitler chỉ đơn giản học theo người thầy, áp dụng lý thuyết đó vào xã hội loài người mà thôi. Chính Darwin đã lát đường cho Hitler. Chính Darwin đã cung cấp cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc một cơ sở ngụy khoa học để nó tiến hành những hành vi phản nhân loại, nhân danh tiến hóa. Lý Ngô Tôn ở Trung Hoa đầu thế kỷ 20 đã vạch trần bản chất phi nhân này trong học thuyết Darwin.
Nhưng học thuyết Darwin mất uy tín không chỉ vì chủ nghĩa quốc xã. Lý do chủ yếu để nó mất uy tín là ở bản chất phi khoa học, hay chính xác hơn, bản chất phản khoa học của nó. Nó phi khoa học vì vô bằng chứng. Lý thuyết của Darwin về nguồn gốc các loài không có lấy một sự kiện thực tế nào để xác nhận nó trong thế giới tự nhiên. Nó không phải là kết quả của nghiên cứu khoa học mà thuần túy chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Trích đoạn trang 13 cuốn Witnesses Against Evolution, những bằng chứng chống lại thuyết tiến hóa của John Meldow do Richard Victory Publishing xuất bản năm 1968 tại Denver, Mỹ. Nó phản khoa học vì toàn bộ lý thuyết của nó dựa trên một cơ chế phi hiện thực, sự chọn lọc tự nhiên dẫn tới những biến dị có lợi qua hàng triệu hàng tỷ năm biến loài này thành loài khác. Michael Danton gần như giận dữ bác bỏ cơ chế này trong cuốn Evolution: A Theory in Crisis, tiến hóa, một lý thuyết trong khủng hoảng, xuất bản năm 1986, ông viết: không ở đâu Darwin có thể chỉ ra một trường hợp đích thực của chọn lọc tự nhiên đã thực sự gây ra biến đổi tiến hóa trong tự nhiên. Rốt cuộc, lý thuyết tiến hóa của Darwin không hơn không kém một câu chuyện hoang đường về nguồn gốc vũ trụ trong thế kỷ 20. Khoa học chưa từng chứng kiến một biến dị có lợi nào. Ngược lại, hầu hết biến dị đều dẫn tới bệnh tật, hủy hoại sinh vật. Chọn lọc tự nhiên, một cơ chế tưởng tượng, không dạy gì mà lựa chọn những biến dị có hại. Nói cách khác, chọn lọc tự nhiên không hoạt động, hay chính xác hơn, không có chọn lọc tự nhiên. Toán học chứng minh rằng, xác suất để xảy ra liên tiếp hàng triệu hàng tỷ những biến dị có lợi trong quá trình tiến hóa hàng triệu hàng tỷ năm là một đại lượng coi như bằng không. Cơ may để biến dị dẫn tới tiến hóa là hoàn toàn không có. Chọn lọc tự nhiên là một khái niệm tưởng tượng. Chọn lọc tự nhiên dẫn tới tiến hóa là chuyện hoàn toàn hoang đường. Các nhà tiến hóa đã tiến hành những thí nghiệm hòng tạo ra những biến dị làm thay đổi loài, nhưng họ đã thất bại. Chẳng hạn, họ đã thực hiện những thí nghiệm chiếu xạ hoặc tác động hóa học đối với ruồi giống trong hơn 1.500 thế hệ. Kết quả, ruồi vẫn là ruồi, ruồi chẳng hề biến thành bất cứ con vật nào khác. Hơn nữa, trong những thế hệ tiếp nối, rất nhiều con bị chết, nhiều con bị xoăn cánh hoặc cánh cụt ngủng. Dưới con mắt vật lý, biến dị chính là một biểu hiện của định luật entropy, định luật thứ hai của nhiệt động học. Định luật nói rằng vật chất biến đổi theo chiều hướng ngày càng xấu đi, hỗn loạn hơn. Entropy là đại lượng đo mức độ vô trật tự của một hệ thống. Định luật entropy khẳng định entropy chỉ tăng không giảm, có thể không tăng trong giai đoạn ngắn. Biến dị là một biểu hiện của sự tăng entropy. Vậy biến dị là một biến đổi ngược chiều với tiến hóa, vì tiến hóa là khái niệm cho rằng sự vật ngày càng có tổ chức cao hơn, trật tự hơn. Vậy lý thuyết nói rằng biến dị dẫn tới tiến hóa là hoàn toàn sai lầm, phản tự nhiên. Tính chất tưởng tượng bịa đặt đó bị tố cáo mạnh mẽ trong cuốn Evolution and the Emperor's New Clothes, thuyết tiến hóa và bộ quần áo mới của hoàng đế của N.J. Mitchell do Rodden Publications xuất bản tại Anh năm 1983. Trong đó có đoạn, các nhà khoa học, những người đang truyền bá rằng tiến hóa là một sự thật của cuộc sống, là những kẻ đánh lừa người khác bằng sự cả tin. Và câu chuyện họ đang kể là trò lừa bịp hơn bao giờ hết. Trong khi giải thích sự tiến hóa, chúng ta mảy may không có một chút sự thật nào cả. Trước trào lưu chống thuyết tiến hóa ngày càng mạnh, thái độ của các nhà tiến hóa ra sao? Hoặc là im lặng, bởi im lặng là vàng, càng làm to chuyện, chân tướng thuyết tiến hóa càng lộ rõ. Đúng ra, những người chống thuyết tiến hóa mới đang là những người muốn làm to chuyện, muốn đưa thuyết tiến hóa ra tòa như Philip Johnson chẳng hạn. Thực sự các nhà tiến hóa đã và đang rơi vào thế rất lúng túng. Tuy nhiên, bản chất ngoan cố của con người là điều không làm ai ngạc nhiên. Các nhà tiến hóa vẫn loanh quanh chống chế. Họ kém trung thực so với ông thầy của họ, Charles Darwin. Dù sao thì, Darwin vẫn hơn hẳn các đệ tử của ông vì thái độ trung thực. Nỗi lo lắng của ông về sự thiếu vắng bằng chứng hóa thạch
là một ví dụ điển hình. Theo Arian Desmond và James Moore kể lại trong cuốn Darwin do W.W. Norton and Company xuất bản tại New York năm 1991, trang 456-475, thì có lần Darwin tâm sự với Ace Ray rằng: "Tôi hoàn toàn ý thức được rằng những phỏng đoán của tôi đã vượt quá giới hạn của khoa học thực sự. Nó chỉ là một mảnh vụn của một giả thuyết với nhiều sai lầm và lỗ hổng cũng như những phần đúng đắn." Có thể Darwin được kính trọng hơn chính vì lời thú nhận nói trên. Tuy nhiên, chúng ta lại thất vọng trước sự ngoan cố của các đệ tử của ông. Họ cố tình che đậy những lời thú nhận của Darwin bấy lâu nay. Nhưng Internet đã làm họ thất bại. Sự thật đang ngày càng lộ ra và lời tiên báo của Søren Laptrup sẽ thành sự thật. Một ngày nào đó, học thuyết Darwin sẽ được xếp hạng như trò lừa gạt vĩ đại nhất trong lịch sử khoa học. 4. Những hối hận cuối đời của Darwin. Bất ngờ hơn, chính Darwin cuối đời đã ân hận về thuyết tiến hóa và tự xem mình là một người hữu thần. Vào những năm cuối đời, Darwin đã rất buồn rầu và ân hận. Darwin nói, ông không có ý định viết thuyết tiến hóa một cách vô thần, thừa nhận rằng sự sống phải được tạo ra chứ không thể tự nảy sinh, và do đó ông là một người hữu thần. Thậm chí, ông còn đề xuất một số ý tưởng khá tương đồng với các nhà khoa học theo phái thiết kế thông minh ngày nay. Tôi thường trùng mình ớn lạnh, tự hỏi rằng có lẽ nào mình đã hiến dâng bản thân cho một ảo tưởng tiến hóa chăng? Một nguyên do khác để có thể tin vào sự tồn tại của Thượng Đế liên quan đến lý trí chứ không phải cảm giác gây ấn tượng đối với tôi hơn nhiều. Đó là vì vô cùng khó khăn đến mức gần như không thể nào hiểu nổi. Sao vũ trụ vĩ đại và phi thường này gồm cả nhân loại với khả năng nhìn sâu vào quá khứ cũng như tương lai mà lại có thể là kết quả của sự ngẫu nhiên hoặc sự cần thiết mù quáng. Vì vậy, khi ngẫm lại, tôi buộc phải thấy rằng khởi nguyên đầu tiên phải là một trí tuệ thông minh ở chừng mực nào đó giống với trí tuệ nhân loại, và tôi xứng đáng được gọi là một người hữu thần. Việc xem xét vấn đề này theo quan điểm thần học là một vấn đề luôn luôn làm tôi đau khổ. Tôi rất hoang mang, tôi đã không có ý định viết thuyết tiến hóa một cách vô thần. Tôi không thể nào hài lòng khi xem xét vũ trụ kỳ diệu này, đặc biệt là bản chất của loài người, mà lại kết luận rằng tất cả mọi thứ là kết quả của vũ lực tàn bạo. Tôi có ý xem tất cả mọi thứ là kết quả của các quy luật được thiết kế với các tiểu tiết, dù là tốt hay xấu, là kết quả của cái mà chúng ta gọi là sự ngẫu nhiên. Năm 1873, Darwin phát biểu: "Việc không thể nào hiểu được chuyện vũ trụ vĩ đại kỳ diệu này và bản ngã có ý thức của chúng ta đã nảy sinh một cách ngẫu nhiên đối với tôi có lẽ là lý lẽ chính cho thấy sự tồn tại của Thượng Đế." Vào năm 1879, 3 năm trước khi qua đời, Darwin viết ông chưa bao giờ là một người vô thần và phủ nhận sự tồn tại của Thượng Đế. 5. Đã đến lúc chấm dứt sự lừa dối. Rốt cuộc thì chính cha đẻ thuyết tiến hóa còn nghi ngờ đứa con của mình, thậm chí còn tự nhận ông cũng là người hữu thần. Darwin cuối cùng thừa nhận đấng tạo hóa đã tạo ra muôn loài, và thuyết của ông chỉ là một cách giải thích nghe có lý về việc Thượng Đế đã tạo ra sự sống như thế nào. Ông thừa nhận trí tuệ nhân loại không đủ khả năng trả lời rốt ráo câu hỏi về nguồn gốc sự sống. Vậy mà hàng trăm năm sau, các đệ tử của ông tuyên bố ai không tin thuyết tiến hóa đều vô giáo dục hoặc bị tâm thần. Vậy mà Charles Darwin từng được nhiều sách báo và trang mạng tôn vinh như một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại. Chẳng hạn, Darwin được coi là một trong 12 người khổng lồ trong cuốn On Giant Shoulders, trên vai những người khổng lồ của Melvin Drat. Trên trang mạng Biography Online, Darwin được tôn vinh như một trong 10 nhà khoa học vĩ đại nhất vì đã phát triển lý thuyết tiến hóa bất chấp sự không tin tưởng và nghi ngờ, và đã sưu tập được những bằng chứng trong 20 năm và công bố các kết luận trong cuốn On the Origin of Species năm 1859,
đây quả là một sự lố bịch hết chỗ nói. Có lẽ đây không có một trường hợp thứ hai nào trong lịch sử khoa học lố bịch như trường hợp này. Dù có gia công đánh bóng tên tuổi Darwin bằng cách nào đi chăng nữa, hai tác phẩm chủ yếu của Darwin về nguồn gốc các loài năm 1859 và nguồn gốc loài người năm 1871 chính là hai bằng chứng sẽ chôn vùi thanh danh của Darwin. Đến một ngày không xa, có thể tính bằng số năm tháng, học thuyết Darwin sẽ được xếp hạng như sự lừa gạt vĩ đại nhất trong lịch sử khoa học. Sự thật sẽ không thể che đậy được mãi. Skeptical of claims for the ability of random mutations and natural selection to account for the complexity. I'm skeptical of the claims. I'm skeptical.